Hello mọi người nhá. Hôm nay em này có những cái cặp nhung hiêu rất là ngon để gửi tới các bác này. Các bác nào có nhu cầu mua nhung hiêu thì ở em nhá. Ví dụ cặp này nó rơi vào năm lạng 6, cặp này vừa mới cắt xong. Năm lạng 6 thì nó rơi vào 1.350.000 một lạng các bác nhá. 1.350.000, còn loại bé hơn thì là 1.400.000 nhá. Loại 4 lạng, 5 lạng rồi 3 lạng là nó rơi 1.400.000 một lạng. Cặp này là 5 lạng 6 các bạn. 5 lạng 6 nhá. Thì là một lạng là 1.350.000 thôi nhá. Các bác nhá. Em lên hôm nay em lên bán lan rất là rẻ cho các bác sưu tầm nhá. Combo 2 giò đùi gà tròn này các bác nhá. Đây, rất nhiều thân hoa. Và một giò cáo. Combo 2 giò này mã số 1 nhá. 150.000 đồng cho mã số 1. Số 2 này. Một giò kiều. Đây là giò kiều nguyên bản các nhá. Đến đây giò cáo. Giò cáo này có 3 cây. Mã số 2 150 cho mã số 2 cáo kiều. Số 3 nhá. Ở đây các bác một giò đùi gà tròn Lai Châu này nhá, nhiều thân này nhá. Đấy. Mầm gốc đang lên chi chít nhá. Đấy, thân hoa này. Đây là gần như là toàn thân hoa nhiều thôi. Mã số 3 nhá, 150.000 đồng. Số 3 đùi gà. Số 4 nhá, combo 3 giò kèn lá biên đỏ, lá biên đỏ các bác nhá. Một dòng kèn rất là hiếm này, lá biên đỏ này. Đấy. Hoa đây rồi nhá. Hoa này thì gửi xa thì chắc là hoa về nơi thì tàn. Các bác mua về làm giống thôi. Mã số 4 hoàng thảo kèn 3 giò kèn lá biên đỏ nhé, 250.000 đồng cho mã số 4. Số 5 này các bác này, 2 giò đen rô 5 canh trắng hồng đỏ các bác nhá. 2 giò 5 canh trắng hồng đỏ này các bác này. Một dòng hoa thì em phải nói là năm kia nhà em mua một giò này là 200.000 nhá. Năm kia em mua giống đấy. Đấy các bây giờ nó nhà em không chăm được thì em thanh lý cho các bác. Hai giò này 150.000 đồng cho mã số 5 nhá. Mã số 5 150 đen rô đỏ. Số 6 nhá. Cũng là đen rô đỏ hai giò như này nhá. Các bác về trồng lại nhá. Hoa thì về nơi thì khéo cũng tàn. Nắng đã còn nụ thôi. 5 canh trắng hồng đỏ này. Mã số 6 này. 150.000 đồng cho mã số 6. Đen rô 5 canh trắng hồng đỏ. Số 7 này. 3 giò đen rô 5 canh trắng hồng đỏ nhá. Một mặt hoa thì rất là hiếm và hoa rất là đẹp nhá. Mã số 7. 3 giò đen rô đỏ này 200.000 đồng. 3 giò nhá. Các bác về chịu khó trồng lại nhá. Mặt hoa này nó rất là hiếm. Nên là các bác về các bác trồng lại nhá. Số 8 này. Số 8 2 giò tam bảo sắc như này nhá. 2 giò tam bảo sắc như này nhá. Đôi 4 đôi 4 5 cây. Đôi 4 5 cây. Mỗi giò 5 cây này nhá. Mã số 8 200.000 đồng. Cho 2 giò. Cùng mua 2 giò luôn các nhá. Số 9 các bác nhá. Là một giò đen rô đỏ và một giò gà nhá. Chi chít ki này. Giò này các bác về trồng ki ăn đủ rồi. Giá rất là rẻ nhá. Mã số 9 150.000 đồng. Giá siêu siêu rẻ cho các bác sưu tầm nhá. Các bác về chăm. Mã số 9. Số 10 là một giò đùi gà tròn và một giò hạc vĩ thiên cung.
Mã số 10, Hạc Vĩ Thiên Cung đang chi chít lụ. Mã số 10, 150.000 đồng. Cho mã số 10 nhá. Số 11 nhá, là một giò Hạc Vĩ, Hạc Vĩ Hồng nhá. Đây là cục nguyên bản trồng lâu năm à. Mã số 11 và một giò đen dâu đỏ này nhá. Mã số 11 là 150.000 đồng nhá. Đen dâu có hoa đây rồi các nhá, lụ vẫn còn đấy nhá. Mã số 11 là 112 các bác nhá. Là một giò long tu đá xìn hồ cao nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 thân hoa bằng gỗ bằng lên. Và một giò ý ngọc, 5 canh trắng ý ngọc các bác nhá. Mã số 12 nhá, 150.000 đồng. Số 13 nhá, hai giò đen dâu đỏ như này nhá. Đấy. Mã số 13 đen dâu đỏ. 150.000 đồng cho mã số 13. Tiếp theo nhá, em lên hàng nó đẹp đẹp tí cho các bác sưu tầm. Mã số 14 là một giò đùi gà tròn Lai Châu chi chít lụi này nhá. Đấy, hàng đẹp thì lại giá tiền khác đi. Mầm gốc chi chít, nhiều mầm gốc luôn. Mã số 14 nhá, đùi gà tròn Lai Châu 350.000 đồng. Mã số 14, đùi gà. Mã số 15 nhá, một giò tam bỏ sắc chi chít lụ to đùng này nhá. Mã số 15, 650.000 đồng. Dáng hương tam bỏ sắc. Đấy, giò này chi chít lụ. Mã số 18 nhá, giò tam bỏ sắc này lá xếp đẹp luôn. Lụ dài như này các này, lụ còn vượt đây này. Rất là nhiều lụ luôn. Mã số 18, tam bỏ sắc lá xếp đẹp nhá, bốn chu quanh nhá. Cây lào lá cũng ngắn. Mã số 18, 350.000 đồng. Mã số 19, chồn Lai Châu nhá. Dáng hương đuôi chồn Lai Châu. Rất là nhiều cây. 3, 6, 9, 12, 15, 18 cây nhá. Mã số 19, chồn Lai Châu. 320.000 đồng cho mã số 19, chồn Lai Châu. Số 20 nhá, tam bảo sắc lá xếp đẹp này. Giò này có 10 lụ có nhá. 10 lụ dài rồi. Vừa ngắn vừa dài 10 lụ rồi. Lá xếp dày, lá rất là dày luôn. Mã số 20, 350.000 đồng. Tam bảo sắc Lai Châu lá xếp đẹp. Mã số 21 nhá, một giò tam bảo sắc trụ này nhá. Mã số 21, 400.000 đồng. Giá hương tam bảo sắc cho mã số 21, 400. Số 22 nhá, một trụ tam bảo sắc to nữa nhá. Đang lụ chi chít. Mã số 22 cũng 400.000 đồng. Giá hương tam bảo sắc. Số 23 nhá. Một trụ chồn như này nhá. Đang chi chít lụ. Mã số 23, chồn Lai Châu. Đang rất là nhiều lụ. Mã số 23, 800.000 đồng. Chồn Lai Châu. Số 24 nhá, là một giò cáo Lai Châu nhá. Cáo Lai Châu rồi các bác biết là cái dòng hoa nó rất là đẹp. Đang có một lụ nhá. Cây này là cây con nhá.
Mã số 25 cáo Lai Châu 450.000 đồng. Mã số 25. Em lên một giò tam bảo sắc silver VIP cho các bác nhá. Lá dày cộp luôn. Lá rụt rịt vào. Đấy. Có 8 cây nhá, 13 lụ có nhá, giò này đang có 13 lụ nhá. Đấy, nhìn ngoài nó rất là đẹp luôn. Đây như này. Nó cũng cháy mất 1 2 2 3 cái lá, cháy mất 2 3 cái lá. Mã số 26 nhá, tam bảo sắc Lai Châu xếp rụt 1 triệu nhá. Cho mã số 26. Số 27 này cũng là một giò quế trắng tháng 8 Hòa Bình các bác nhá. Bản lá đang bắt đầu mở mạnh nhá. Một mẹ một con. Mã số 27 quế Hòa Bình 900.000 đồng nhá các bác nhá. Mã số 27 quế Hòa Bình. Hai tám là một giò sơn thủy tiên như này nhá, cũng đang bắt đầu có lụ. Em mới thấy có mấy lụ thôi. Mã số 28 sơn thủy tiên ghép gỗ này nhá, ghép bốn quanh này, 420.000 đồng cho mã số 28. Hai chín là một giò sơn thủy tiên hàng củ to như này nhá. Mã số 29 sơn thủy tiên 480.000 đồng cho mã số 29 sơn thủy tiên. Mã số 30 nhá là một giò đùi gà tròn Lai Châu. Toàn thân tơ nhá, mầm gốc đang lên mạnh à, thân à, hoa đang lên mạnh nhá. Mã số 30. Đùi gà tròn Lai Châu 250.000 đồng mã số 30. Số 31 là một giò sóc Lào nhá, giò này em thấy thấy đang đi dễ thôi. Chưa thuần lâu nhá. Mã số 31 sóc Lào 220.000 đồng. Số 32 nhá là một giò đùi gà trắng tinh nhá nhá. Mã số 32 đùi gà trắng tinh nhá. 650.000 đồng. Hàng nguyên già. Hòa bền lắm luôn các bạn, đùi gà trắng tinh nhá. Mã số 32 đùi gà trắng. 600.000 đồng. Cầm 5 lạng các bạn. Đấy cầm 5 lạng. Đấy. Nhung hiêu bên em thì vẫn hàng ngày là gửi tới cho các bác mọi miền Tổ quốc. Đấy cái giá là 5 lạng trở lên, 5 đến 8 lạng thì nó rơi vào tầm 1 triệu 3 năm chục. Còn 8 lạng trở lên thì nó rơi vào tầm 1,2 triệu. Rồi 1 triệu nó tùy, tùy biểu quá nhá. Các bác muốn mua cái to thì giá thành nó sẽ rẻ đi. Và ví dụ như cặp này thì rơi vào 1,3 triệu 3 năm chục 1 lạng các bác nhá. Các bác muốn đặt hàng thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0963 875 403. Và cặp từ 2, 3, 4 lạng trở lại thì nó rơi vào tầm 1 triệu tư một cân, à một lạng các bác nhá. 1,4 triệu một lạng. Đấy các bác phải hiểu rõ như vậy. Và cái dòng này thì thực sự bác là các bác là muốn bồi bổ sức khỏe, bồi bổ cho cơ thể, ví dụ cho các ông các bà hoặc là trẻ em gầy ốm yếu, hoặc là cho bản thân các bác nào mà bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và nói chung là bị về vấn đề sinh lý yếu rồi thì xương khớp kém thì các bác sử dụng, nên sử dụng cái sản phẩm này. Về bồi bổ cho sức khỏe thì các bác mỗi người chỉ cần tầm một cặp nhung hiêu thôi là cơ thể cho các bác là rất là ok, rất là khỏe luôn, khỏe như trâu luôn. Em xin chào hết các bác nhá. Cặp này 5 lạng các bác nhá. Các bác nào muốn sử dụng cặp nhung hiêu tầm mấy lạng thì alo cho em Hưng ngay lập tức nhá. Và xin chào hết các bác. Xin chào các anh các chị nhá. Hôm nay em có những cái đặc sản của là núi rừng Tây Bắc để gửi tới các anh các chị những cái đặc sản này. Đây là một cặp nhung hiêu các bác nhá. Còn gọi là lộc nhung, lộc là trời ban các bạn, nhung là nhung quân hiêu đấy. Đây là một cặp nhung hiêu này tầm 6 lạng các bạn. Các bác nào mà có nhu cầu mua nhung hiêu và sử dụng bồi bổ sức khỏe
cho các cụ, các ông, các bà, cũng như là các em nhỏ, cũng như là nói chung là dùng cho mọi lứa tuổi được các bạn nhé. Nam giới cũng sử dụng rất là tốt nhé, bồi bổ sức khỏe này, tăng cường gân cốt này, điều trị về sinh lý yếu này, nói chung là tốt về rất là nhiều mặt sức khỏe cho mọi người nhé. Các bác muốn đặt hàng liên hệ theo số điện thoại là 0963 875 403. Số em được kết nối Zalo. Các bác muốn mua cặp nhung tầm mấy lạng thì alo cho em. Cặp nhung bé thì là tầm 3-4 lạng đổ lại thì là rơi tầm 1,4 triệu một lạng các bác nhá. Còn cặp nhung này, ví dụ tầm cặp nhung này thì là 1,35 triệu, to hơn thì nó sẽ giảm đi một tí. Đấy, các bác muốn mua cặp nhung hiêu tầm nào tiền, hoặc là muốn mua tầm mấy lạng thì kết nối Zalo với em theo số điện thoại là 0963 875 403. Số em lúc nào cũng luôn chờ đợi các bác để các bác nhắn tin Zalo và gọi điện chốt đơn. Đây là một giò cặp nhung hiêu thực tế nhà em cắt về đây. Hôm nay cắt đi các bác nhá. Đấy, cặp nhung này rơi vào tầm 6 lạng. 1 triệu, ví dụ cặp 6 lạng thì là rơi vào 1,350,000 đồng một lạng các bác nhá. Nhung thì các bác biết là nó là một sản vật nó vô cùng quý hiếm, giá thành tương đối là đắt, và một lạng là dùng được rất là nhiều đấy các bác. Thì các bác nào muốn bồi bổ sức khỏe thì dùng từ 3-4-5 lạng thì là các bác ok lắm rồi. Nhung hiêu nó rất là tốt cho sức khỏe mọi người nhé, từ già cho đến trẻ. 1,350,000 đồng một lạng nhung hiêu tầm 6 lạng, còn tầm 4 lạng đổ lại thì nó rơi tầm 1,4 triệu các bác nhá. Nó lon hơn thì thực sự mà nói là để mà ra được một cặp nhung hiêu thì nó cũng mất khá là nhiều, và thu hoạch lon thì nói các bác là nó không được bao nhiêu ấy. Thế do vậy mà nó đắt hơn tí. Đấy, cặp nhung này thì nó rơi tầm 1,350,000 một lạng các bác nhá. Đấy. Ngoài ra thì em có rất nhiều đặc sản nữa. Tam thất. Tam thất nha các bác nhá. Tam thất Bắc các bác nhá. Đấy, tam thất Bắc các bác muốn bồi bổ sức khỏe thì các bác dùng cái sản phẩm này. Lõi đen nhá. Các bác dùng cái sản phẩm này về hầm với gà, hầm với thịt, hầm với xương, hoặc là nấu canh mọi cái thì thực sự nó rất là bổ. Bản thân nhà em mỗi ngày chỉ cần dùng một thỏi này thôi. Thỏi này nó rơi vào tầm 15,000 tầm đấy. Em đoán đoán thế, bởi vì phải cân lên biết, nhưng mà cứ đoán đoán là tầm đấy. Thì nó rơi vào tầm 550,000 đồng một cân nhé các bác nhá. Tam thất Bắc nhé các bác nhá. Tam thất Bắc. Đấy. Nói chung là hàng là nó có cả rễ. Bởi vì thu hoạch về là nó cả rễ và nó dùng ở cả rễ luôn. Là 500,000 đồng một cân tam thất Bắc. Hàng tươi. Mà các bác về các bác nấu canh thì thôi rồi. Nếu các bác muốn sử dụng cái sản phẩm này thì kết nối Zalo với em theo số điện thoại 0963 875 403, và em sẽ rửa gân sạch cho các bác và hút chân không cho một tí rượu vào là gửi thoải mái, hàng tươi gửi thoải mái luôn. Đấy, là 550,000 đồng một cân tam thất Bắc tươi nha các bác nhá. Đấy, các bác nào muốn bồi bổ sức khỏe đấy bác dùng cái sản phẩm này. Em nghĩ nó rất là rẻ, cực rẻ luôn, nó có 15-17,000 đồng một bữa thôi, cho 4-5 người thì các bác nấu canh xương ăn trong cả ngày luôn. Mà nhà em cũng dùng như vậy và dùng hàng ngày lên sức khỏe nó rất là tốt luôn các bạn. Các bác hãy tin tưởng em và các bác sử dụng cái sản phẩm này để mà về bồi bổ sức khỏe cho gia đình mình, nó cực tốt luôn. Tam thất, nói về tam thất thì các bác biết là nó tốt như nào rồi. Tam thất Bắc bồi bổ sức khỏe cho các bác từ già cho đến trẻ, người bệnh thì các bác đều sử dụng được. Nó tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe cho cơ thể nó phát triển rất là tốt luôn. Tam thất Bắc là 550,000 đồng một cân các bác nhá. Sau thì em đến cái sản phẩm đó là mật ong khoái các bạn. Mật ong khoái đặc sản của núi rừng Tây Bắc. Đấy. Một tổ như này, nguyên tổ này nhá các bác nhá. Nguyên tổ này nó rơi vào 5 cân nhá, tổ này 5 cân. Tổ này 5 cân các bạn, nguyên tảng này. Đấy, nguyên tảng như này. Tuy nhiên là vận chuyển thì về khả năng là nó bị lăn lộn, nó cũng bị sứt mẻ, nó không còn nguyên vẹn như này đâu. Đấy, như này nhá. Nguyên tổ mật ong khoái đen nhá. Đây là con khoái đen. Con khoái đen là nghĩa là cái con ong của nó đen. Con ong khoái này thì không ai nuôi được nó các bạn. Không ai nuôi được nó. Nó rất là dữ. Do vậy mà các bác mua ong khoái là nó là chuẩn rừng. Con ong khoái này thì không ai nuôi nổi, nó trông như người nó đuổi nó đốt ra thì thôi. Nên là khó nuôi lắm. Các bác mua mật ong khoái là chuẩn nhá. Mật ong khoái này nhà bán chia sẻ các bác là 260,000 đồng một cân. Đấy, 260,000 đồng một cân. Các bác muốn mua cả tổ thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0963 875 403. Tổ này bé hơn này. Tổ này có 2,2 cân thôi các bạn. Em có rất là nhiều size khác nhau.
tổ này có 2 cân 2 thôi, 2 cân 2 thì nhân với 260.000 đồng một cân, giá là chưa có phí ship vận chuyển. Các bác vui lòng thanh toán 30-35.000 tiền ship tầm đấy, tùy theo cân nhé các bác nhé. Tổ này 2 cân 2 đấy, nhân với 260.000 đồng một cân nhé các bác nhé. Tổ này thì to hơn các bác ơi, tổ này 3 cân 6 đấy, nhiều mật chưa này, tổ to chưa này, nguyên tổ này đấy, nguyên tổ này nhá. Cái này tổ này nó chỉ có một tảng thôi, nó có một tảng luôn đấy, một tảng nhá, 260.000 đồng một cân các bác nhá. Tổ này 3 cân 6, các bác là muốn mua tổ này thì kết nối với em theo số điện thoại 0963875403 nhá. Ngoài ra thì em vẫn cung cấp là mật ong đóng chai như thế này, mật ong khoái đóng chai như này, 350.000 đồng một chai, mật ong 1 lít nhá, 360.000 đồng một lít, 360.000 đồng một lít. Các bác muốn mua 1 lít, 2 lít, 3 lít thì gọi cho em theo số điện thoại 0963875403. Đây mới là đặc sản này các bác, là đỉnh cao của đặc sản các bạn. Cái này là mật ong đắng các bác ơi, mật ong đắng các bác biết mật ong đắng nó như nào không ạ? Là các bác đã ngầm hiểu là nó hút hoa đắng, đúng rồi. Nhưng ngoài ra thì con ong đắng này nó lại còn chuyên hút cái mật ong cây thuốc phiện. Đấy, cái hoa thuốc phiện nó là hoa đắng. Nên là con ong này nó rất thích để tìm đến cái hoa đắng này để nó ăn cái hoa đắng này, nó sản sinh ra cái mật đắng. Đấy, do vậy mà cái mật đắng này nha, cái tổ này của em phải nói là cực ngon luôn. Em lấy nguyên tổ được đúng 3 lít. Đấy, các bác nào nhanh tay thì để lại số điện thoại hoặc là điện cho em theo số điện thoại là 0963875403 ngay còn kịp, 700.000 đồng một lít. Mật ong hoa thuốc phiện các bác nhá. Nói nhỏ các bác như vậy. Bởi vì thực sự là cái tổ ong này là nhà em thu hoạch ở khu Tà Tổng. Nhà em ở gần Tà Tổng Lai Châu các bác. Thì các Tà Tổng các bác biết là nó là một cái vùng thuốc phiện. Vùng thuốc phiện mà công an Lai Châu vừa rồi nó đã triệt phá cái ổ nhóm trồng cây thuốc phiện ở Tà Tổng cách đây là một tháng tầm đầm đấy. Chưa đến một tháng. Chưa đến một tháng nhá. Là tổ này em thu sát khu vực đấy luôn. Là bọn em vẫn đi rừng và sát khu Tà Tổng lên là đã tìm được tổ này đúng 3 lít các bạn. Nó cực ngon, cực chất phải nói là. Các bác nào nhanh tay thì chốt ngay cái này về làm thuốc. Em khẳng định các bác là không ngon, không lấy tiền. Và thực sự nếu các bác làm thuốc thì các bác lên sử dụng cái sản phẩm này để làm thuốc cho gia đình mình và cho cả nhà thì nó cũng không mấy khi có đâu. 700.000 đồng một lít các bác nào nhanh thì còn, mà chậm thì không, chưa chắc đã còn nhé các bác nhé.